Thưa quý vị, như chúng ta đã biết, sau vụ việc tàu Trung Quốc tấn công tàu cá ngư dân Việt Nam ở quần đảo Hoàng Sa hôm 29 tháng 9, phía Việt Nam đã đưa ra những tuyên bố phản đối gay gắt của mình về hành động tàn bạo của phía Trung Quốc. Diễn biến tiếp theo sau đó là việc Trung Quốc công bố đoạn video mà họ cho rằng ngư dân Việt Nam đã tấn công họ và rằng hành động của họ chỉ là tự vệ mà thôi. Khi chúng tôi nghiên cứu phiên bản đầy đủ của video mà Trung Quốc công bố, thì thấy rằng Bắc Kinh có một tàu lớn hộ tống cho hai tàu nhỏ thực hiện áp sát, sau đó lao vào tàu cá của ngư dân Việt Nam. Tàu cá của ngư dân Việt Nam đã phòng vệ bằng những công cụ thô sơ, gồm sao tre để xua đuổi. Trong khi đó thì phía Bắc Kinh đã mang cả gậy gộc, ống tuyếp để tràn vào tàu cá của ngư dân Việt Nam. Có một điều rất lạ là video mà họ công bố không có cảnh họ tiến hành đánh đập bị thương 10 ngư dân Việt Nam, cũng không có đoạn phía ngư dân Việt Nam cầu xin. Điều này cho thấy độ khả tín của video này là không cao. Tức là họ đã chọn lọc và cắt cảnh trong một video dài để từ đó cáo buộc ngược lại phía Việt Nam tấn công họ, khiến 3 người Trung Quốc bị thương. Nếu theo suy luận thông thường, chúng ta sẽ thấy nếu là ngư dân Việt Nam tấn công tàu Trung Quốc thì liệu rằng họ có thể thực hiện hành động đó khi chỉ có một mình không? Còn đối phương lại có tận một tàu lớn yểm hộ cho hai tàu nhỏ vây hãm. Hơn nữa, nếu ngư dân Việt Nam tấn công tàu Trung Quốc thì họ sẽ dùng vũ khí là sào tre hay sao? Đây chính là những sơ hở trong lập luận mà khi phía Trung Quốc công bố những video và tung cáo buộc về phía Việt Nam. Điều đó khiến cho hầu hết cộng đồng quốc tế vốn ở ngoài cuộc với vai trò là quan sát đều nghi ngờ tính xác thực và độ khả tín của thông tin mà Trung Quốc công bố. Nhìn ở bản đồ này, chúng ta sẽ thấy địa điểm xảy ra vụ việc được khoanh tròn đỏ. Sau đó nhìn vào bản đồ đánh dấu ranh giới thuộc đường 10 đoạn mà phía Trung Quốc đã tuyên bố chủ quyền để thấy Trung Quốc coi những vùng biển thuộc đường lưỡi bò là ranh giới hàng hải của mình. Vậy nên họ cho rằng ngư dân Việt Nam đã xâm nhập vào lãnh hải của họ. Do đó, họ được phép truy đuổi và tấn công. Đây là lập luận cho thấy chiến lược vùng xám mà họ đã thực hiện trong nhiều năm là cơ sở để hôm nay họ thực hiện hành động thô bạo. Chúng ta cũng biết, quần đảo Hoàng Sa, nơi xảy ra vụ tấn công ngư dân Việt Nam, được cả Việt Nam và Trung Quốc tuyên bố chủ quyền, nhưng mà chúng đã nằm dưới sự kiểm soát trên thực địa của Bắc Kinh kể từ năm 1974. Thế nhưng theo Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển UNCLOS, các quốc gia ven biển có quyền thiết lập vùng đặc quyền kinh tế EEZ trải dài 200 hải lý tính từ bờ biển của họ. Trong đó, họ có quyền độc quyền khai thác tài nguyên thiên nhiên, bao gồm cả nghề cá. Thì nơi xảy ra vụ việc vẫn nằm trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Mà vùng này lại chồng lấn với một số phần của quần đảo Hoàng Sa mà Trung Quốc tuyên bố chiếm đóng là chủ quyền của mình. Chính vì vậy mà nơi đây đã trở thành khu vực tranh chấp. Trên thực tế, sự hiện diện và hành động của Trung Quốc tại quần đảo Hoàng Sa đã làm phức tạp thêm tình hình, đặc biệt là các cuộc tấn công ngư dân thường xuyên như vụ việc ngày 29 tháng 9. Việt Nam đã nhiều lần kêu gọi tuân thủ Công ước Liên Hợp Quốc về luật biển, nhưng Trung Quốc vốn phớt lờ hết thảy các công ước quốc tế và chỉ tuân theo luật lệ mà họ tự biên tự diễn. Cho nên, Công ước Quốc tế về luật biển thì không có giá trị pháp lý đối với Bắc Kinh. Hành động tàn bạo từ lực lượng hàng hải Trung Quốc đối với ngư dân Việt Nam không phải là trường hợp duy nhất. Họ cũng áp dụng chiêu này với tất cả các quốc gia đã tranh chấp lãnh hải ở Biển Đông, trong đó có cả Philippines. Đó là lý do mà phía Philippines tuyên bố đoàn kết với Việt Nam để chống lại Trung Quốc. Đáng cười nhất là cơ quan ngôn luận của Trung Quốc, Hoàn Cầu Thời báo, lại đăng tải một báo cáo theo kiểu là Philippines chẳng liên quan gì đến việc này cả. Trung Quốc lo ngại về việc Philippines thể hiện sự đoàn kết với Việt Nam vì điều này đe dọa chiến lược rộng lớn hơn của họ là quản lý các tranh chấp khu vực theo hướng song phương, khiến các bên yêu sách đối địch bị cô lập. Tranh chấp Biển Đông liên quan đến nhiều quốc gia và Trung Quốc thích là giải quyết riêng rẽ với từng quốc gia, nơi mà họ có thể tận dụng sự thống trị về kinh tế và quân sự của mình. Nói cách khác là chiến thuật chia để trị. Nếu có một mặt trận thống nhất giữa các quốc gia Đông Nam Á, đặc biệt là Việt Nam và Philippines, vốn là hai nước có tranh chấp với Trung Quốc, thì rõ ràng điều đó có thể thách thức ảnh hưởng của Bắc Kinh và làm phức tạp thêm sự kiểm soát của nước này đối với khu vực. Philippines liên kết với Việt Nam cũng làm tăng thêm sức mạnh cho sự phản kháng tập thể của họ đối với sự quyết đoán của Trung Quốc trên Biển Đông. Cả hai quốc gia đều có lịch sử xung đột với Trung Quốc về quyền hàng hải và nếu hai bên hình thành lập trường hợp tác, điều này có thể thu hút các thành viên ASEAN khác hoặc các cường quốc bên ngoài như là Hoa Kỳ, dẫn đến một sự phản đối rộng rãi hơn trong khu vực đối với các hành động của Trung Quốc. Đây là lý do tại sao Bắc Kinh hạ thấp sự tham gia của Manila
nhằm ngăn chặn sự phát triển của một phe đối lập gắn kết và có tổ chức hơn. Hơn nữa, Philippines đã tăng cường quan hệ quân sự với Hoa Kỳ thông qua các liên minh và thỏa thuận quốc phòng. Điều này đã gây lo ngại cho Trung Quốc. Bất kỳ sự hợp tác nào giữa Philippines và các quốc gia khác như là Việt Nam có thể làm tăng sự tham gia của Hoa Kỳ vào khu vực hơn nữa. Nhìn trên bản đồ, chúng ta có thể thấy Việt Nam và Philippines nằm ở hai bên đối diện của Biển Đông, tạo ra một rào cản tự nhiên. Philippines kiểm soát lối vào phía đông qua các đảo của mình, trong khi Việt Nam kiểm soát lối vào phía tây dọc theo bờ biển dài của mình. Vị trí này mang lại cho cả hai quốc gia đòn bẩy đối với các tuyến đường biển quan trọng, có ý nghĩa sống còn đối với hoạt động thương mại và nhập khẩu năng lượng của Trung Quốc, khiến Bắc Kinh khó có thể tự do triển khai sức mạnh hải quân trên khắp khu vực. Nếu hai quốc gia hợp tác, họ có thể cùng nhau thách thức quyền tiếp cận các tuyến đường biển của Trung Quốc. Cả Việt Nam và Philippines đều nằm gần các tuyến đường biển quan trọng mà một phần đáng kể năng lượng nhập khẩu và hàng hóa thương mại của Trung Quốc đi qua. Bất kỳ hành động quân sự nào từ các quốc gia này hoặc các đồng minh của họ đều có thể phá vỡ các tuyến đường tiếp tế của Bắc Kinh. Ví dụ, việc kiểm soát quần đảo Trường Sa mà cả hai quốc gia và Trung Quốc đều tuyên bố chủ quyền sẽ cho phép giám sát và thậm chí là phong tỏa các tuyến đường chính này, gây ra mối đe dọa trực tiếp đến an ninh kinh tế của Trung Quốc. Hơn nữa, cả Việt Nam và Philippines đều đã tăng cường quan hệ quốc phòng với Hoa Kỳ, đặc biệt là để ứng phó với sự quyết đoán của Trung Quốc. Philippines, với các thỏa thuận quốc phòng như là Hiệp ước Phòng thủ chung và Thỏa thuận Quốc phòng Tăng cường EDCA, cho phép lực lượng Hoa Kỳ tiếp cận các căn cứ gần Biển Đông. Nếu Việt Nam và Philippines hình thành một mặt trận thống nhất với sự hậu thuẫn của quân đội Hoa Kỳ, thì điều này sẽ làm tăng áp lực đáng kể lên Trung Quốc, buộc nước này phải đối phó với một mạng lưới phòng thủ khu vực có khả năng mạnh hơn và được phối hợp chặt chẽ hơn. Nói thẳng ra, chỉ cần Việt Nam và Philippines bắt tay nhau, thì sẽ hình thành một thế trận Đông Tây và sẽ thành một đường cắt ngang lưỡi bò mà Trung Quốc tuyên bố. Những điều này tạo ra những thách thức quân sự đáng kể cho Bắc Kinh. Do đó, không khó hiểu khi Trung Quốc một mực để Philippines ở bên ngoài cuộc đụng độ giữa lực lượng hàng hải Trung Quốc và ngư dân Việt Nam. Có một vấn đề thế này, Trung Quốc muốn thách thức vị thế của Mỹ. Họ muốn lật đổ vai trò lãnh đạo toàn cầu của Hoa Kỳ. Thế nhưng họ lại thi hành một chiến thuật kỳ lạ. Nó thể hiện rất rõ về lỗ hổng tư duy chiến lược. Tại sao lại nói như vậy? Về mặt chiến lược, chúng ta luôn hiểu rằng hàng xóm tốt tạo nên hàng rào tốt, láng giềng tốt đồng nghĩa an ninh biên giới sẽ tốt. Thế nhưng mà Trung Quốc lại là một quốc gia có số lượng tranh chấp lãnh thổ cao nhất với các nước láng giềng trên đất liền và cả trên biển. Ví dụ với Ấn Độ, Trung Quốc có một trong những tranh chấp lãnh thổ lâu đời nhất trên thế giới, vẫn chưa được giải quyết. Trung Quốc không nằm trong danh sách tốt đẹp của nhiều quốc gia. Theo một cuộc khảo sát của Trung tâm Nghiên cứu Pew năm 2023, trung bình 67% người trưởng thành ở 24 quốc gia bày tỏ quan điểm không hài lòng về Trung Quốc. Trung bình 71% người cho rằng Trung Quốc không đóng góp vào hòa bình và ổn định toàn cầu. Không chỉ vậy, trung bình 76% người cho rằng Trung Quốc không tính đến lợi ích của các quốc gia khác trong chính sách đối ngoại của mình. Và có tới 57% người nói rằng Trung Quốc can thiệp rất nhiều vào công việc của các quốc gia khác. Quý vị biết đấy, Bắc Kinh đã rót hàng tỷ USD cho phát triển cơ sở hạ tầng vào các quốc gia trong và ngoài khu vực, mục đích là thiết lập một quyền lực mềm ở đây. Tuy nhiên, những gì mà họ đang thực hiện một lần nữa khiến cho chính các quốc gia có nguồn đầu tư từ Trung Quốc phải lo ngại về việc mình sẽ bị khuất phục bởi chính quyền Bắc Kinh. Điều này thách thức mạnh mẽ đến mệnh lệnh mà Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã chỉ thị về việc kể tốt câu chuyện của Trung Quốc. Nói cách khác là mô tả những điều tốt đẹp về một Trung Quốc trong mắt cộng đồng quốc tế. Hình ảnh về một cường quốc đứng thứ hai thế giới, nhưng o ép, bắt nạt, thậm chí là dùng cường quyền để uy hiếp các quốc gia nhỏ ở khu vực càng cho thế giới thấy được việc Trung Quốc mà làm lãnh đạo toàn cầu thì nó sẽ phổ cập một đế chế cường quyền trên toàn thế giới. Do đó, những gì mà Bắc Kinh đang làm ở Biển Đông càng làm xấu đi hình ảnh ngoại giao của họ. Nó cũng làm cho việc đoàn kết chống lại Trung Quốc trở thành một phong trào. Nhìn thấy những rủi ro từ Trung Quốc sau Philippines và Việt Nam là hành động của Malaysia. Malaysia thúc đẩy xây dựng căn cứ hải quân mới ở Sarawak. Thưa quý vị, tờ China New Asia ngày 7 tháng 10 đăng tải một bài báo có tiêu đề "Để mắt tới Trung Quốc, Malaysia thúc đẩy xây dựng căn cứ hải quân mới ở Sarawak". Quyết định của Malaysia xây dựng một căn cứ hải quân mới tại Sarawak, đặc biệt là ở Bintulu, mang lại những hàm ý chiến lược và địa chính trị quan trọng cho khu vực.
đặc biệt là trong bối cảnh tranh chấp Biển Đông và an ninh Đông Nam Á nói chung. Sarawak nằm trên đảo Borneo, giáp Biển Đông, một tuyến đường thủy quan trọng và đang có tranh chấp. Bằng cách thiết lập một căn cứ hải quân tại đây, Malaysia đặt mục tiêu tăng cường năng lực an ninh hàng hải và giám sát tại khu vực này. Nó sẽ cung cấp khả năng tiếp cận và ứng phó tốt hơn để bảo vệ vùng biển và lãnh thổ của mình, đặc biệt là với những lo ngại ngày càng tăng về đánh bắt cá bất hợp pháp, cướp biển và xâm phạm từ các tàu nước ngoài, bao gồm cả tàu Trung Quốc. Sarawak là nơi có các mỏ dầu khí ngoài khơi quan trọng, đặc biệt là gần Bintulu, nơi công ty nhà nước Petronas của Malaysia hoạt động. Các nguồn tài nguyên này rất quan trọng đối với nền kinh tế của Malaysia, đương nhiên với cả Trung Quốc, vốn nhập khẩu năng lượng lớn nhất thế giới. Cho nên nó làm gia tăng khả năng Bắc Kinh sẽ thò vòi bạch tuộc vào đây. Khi Malaysia xây dựng căn cứ quân sự mới tại đây, đồng nghĩa là làm tăng sự hiện diện mạnh mẽ của hải quân và sẽ giúp bảo vệ các tài sản năng lượng này, đặc biệt là khỏi các mối đe dọa bên ngoài hoặc tranh chấp về ranh giới hàng hải. Biển Đông là nơi tranh chấp của nhiều quốc gia và Malaysia cũng có các yêu sách chồng chéo với Trung Quốc. Bằng cách tăng cường sự hiện diện của hải quân, Malaysia đang gửi đi tín hiệu rằng họ nghiêm túc trong việc bảo vệ các yêu sách và lợi ích của mình ở khu vực chiến lược này. Một thế trận quân sự mạnh mẽ hơn có thể đóng vai trò răn đe đối với sự quyết đoán trên biển của Trung Quốc. Hơn nữa, căn cứ hải quân cũng có thể tăng cường vai trò của Malaysia trong hợp tác an ninh khu vực, đặc biệt là với các nước láng giềng ASEAN. Nó có thể cung cấp một nền tảng cho các cuộc tập trận và hợp tác hải quân chung, tăng cường các nỗ lực đa phương để đảm bảo tự do hàng hải và ổn định khu vực. Nhìn chung thì căn cứ hải quân ở Sarawak sẽ củng cố khả năng bảo vệ lợi ích lãnh thổ và nền kinh tế của Malaysia, nâng cao năng lực ứng phó và có khả năng tăng cường quan hệ đối tác an ninh khu vực trước những thách thức ngày càng gia tăng ở Biển Đông. Đối với Trung Quốc mà nói, họ thực sự có thể cảm thấy lo ngại về quyết định của Malaysia. Vì từ trước, Malaysia theo truyền thống vẫn giữ lập trường trung lập và tìm cách cân bằng mối quan hệ với Trung Quốc. Bây giờ, họ lại thúc đẩy việc thành lập một căn cứ hải quân, nó sẽ mang lại một số tác động tiềm tàng và có thể khiến Bắc Kinh lo lắng. Vì căn cứ ở Bintulu sẽ tăng cường đáng kể năng lực hải quân của Malaysia tại khu vực mà Trung Quốc đang khẳng định các yêu sách của mình. Bất kỳ hoạt động quân sự gia tăng nào từ các quốc gia ven biển như là Malaysia ở Biển Đông, đặc biệt là liên quan đến các khu vực tranh chấp, đều có thể được coi là thách thức đối với sự hiện diện quân sự thống trị của Bắc Kinh. Khả năng giám sát và phản ứng của Malaysia đối với các tàu Trung Quốc ở vùng biển tranh chấp sẽ tăng lên, có khả năng dẫn đến nhiều cuộc đối đầu trực tiếp hơn. Trung Quốc có thể lo ngại rằng năng lực quân sự gia tăng của Malaysia có thể dẫn đến hợp tác an ninh chặt chẽ hơn với các quốc gia Đông Nam Á khác như là Việt Nam và Philippines. Những quốc gia cũng có tranh chấp với Trung Quốc ở Biển Đông. Nếu Malaysia sử dụng căn cứ này để tham gia tuần tra chung hoặc tập trận với các quốc gia này hoặc các cường quốc bên ngoài khác như là Hoa Kỳ, điều này có thể tạo ra sự cân bằng khu vực mạnh mẽ hơn đối với tham vọng của Bắc Kinh trong khu vực. Điều lạ là Trung Quốc không vội phản ứng ngay lập tức một cách công khai trước động thái của Malaysia. Vì Malaysia và Trung Quốc có mối quan hệ kinh tế chặt chẽ, Trung Quốc là đối tác thương mại lớn nhất của Malaysia. Một phản ứng tức thời hoặc hung hăng có thể gây nguy hiểm cho mối quan hệ này. Trung Quốc có thể muốn duy trì lập trường trung lập công khai trong khi đánh giá ý định của Malaysia, tránh các hành động có thể gây căng thẳng cho mối quan hệ song phương tích cực nói chung. Bắc Kinh có thể nhận ra chính sách đối ngoại tinh tế của Malaysia và mong muốn cân bằng quan hệ với cả phương Tây và Trung Quốc. Do đó, một cuộc đối đầu trực tiếp có thể không phù hợp với lợi ích lâu dài của Trung Quốc. Trung Quốc thường sử dụng sự kiên nhẫn chiến lược trong chính sách đối ngoại của mình. Thay vì phản ứng bốc đồng, Bắc Kinh có thể dành thời gian để đánh giá cách căn cứ hải quân này thực sự sẽ được sử dụng và liệu nó có thể gây ra mối đe dọa trực tiếp đến các yêu sách của họ ở Biển Đông hay không. Nếu căn cứ này tập trung nhiều hơn vào quốc phòng trong nước của Malaysia, Trung Quốc có thể thấy ít lý do để lo ngại hơn. Bắc Kinh có thể đang chờ xem liệu các hoạt động hải quân của Malaysia có tăng lên hay không, hoặc liệu quốc gia này có bắt đầu hợp tác chặt chẽ hơn với các sáng kiến do Hoa Kỳ dẫn đầu trong khu vực hay không trước khi đưa ra phản ứng công khai. Quan trọng hơn là Trung Quốc có thể không muốn leo thang căng thẳng ở Đông Nam Á, nơi mà họ đang phải đối mặt với sự phản kháng từ các bên yêu sách khác ở Biển Đông như là Việt Nam và Philippines. Một phản ứng mạnh mẽ có thể dẫn đến sự đoàn kết hơn nữa trong khu vực chống lại Trung Quốc, đặc biệt nếu các quốc gia ASEAN khác coi căn cứ của Malaysia là một bước tiến để mà bảo vệ chủ quyền khỏi các yêu sách hàng hải của Trung Quốc. Bằng cách giữ im lặng hoặc kín tiếng, Trung Quốc có thể tránh đẩy các thành viên ASEAN gần hơn với các sáng kiến an ninh do Hoa Kỳ hoặc là Liên minh Bộ Tứ lãnh đạo. Nhìn chung, Malaysia trong lịch sử vẫn duy trì mối quan hệ thực dụng và không đối đầu với Trung Quốc, đặc biệt là trái ngược với các quốc gia có tiếng nói hơn như là Việt Nam hoặc là Philippines. Trung Quốc có thể đang theo dõi chặt chẽ sự phát triển của căn cứ và ý định của Malaysia
đặc biệt là về việc liệu Malaysia có tìm cách liên kết chặt chẽ hơn với Hoa Kỳ hoặc các liên minh quân sự khu vực chống lại ảnh hưởng của Trung Quốc hay không. Thú thực, ở thời kỳ này, rất khó để cho các quốc gia thực hiện chính sách ngoại giao ba phải. Malaysia không thể bàng quan trước Trung Quốc. Nếu họ lựa chọn im lặng và đứng ngoài câu chuyện Biển Đông để phát triển kinh tế, thì họ sẽ phải đối diện với đe dọa an ninh chủ quyền lãnh thổ. Xuyên suốt chiều dài lịch sử của Malaysia và Trung Quốc, họ có mối quan hệ phức tạp, bao gồm cả hợp tác và căng thẳng. Lịch sử đã ghi nhận về làn sóng di cư của người Hoa đến Malaysia có từ thời kỳ thuộc địa khi chế độ thực dân Anh khuyến khích dòng người lao động Trung Quốc đổ vào làm việc trong các mỏ thiếc và đồ điền cao su. Điều này dẫn đến sự hình thành các cộng đồng người Hoa đáng kể ở Malaysia, đôi khi tạo ra căng thẳng sắc tộc đối với người Mã Lai bản địa. Sau khi Malaysia giành được độc lập vào năm 1957, đã có những nỗ lực thúc đẩy chủ nghĩa dân tộc Mã Lai, đôi khi đẩy cộng đồng người Hoa ra bên lề, dẫn đến căng thẳng xã hội và chính trị. Trong thời kỳ tình trạng khẩn cấp của Mã Lai, nhiều người trong số họ là người Hoa đã bị lực lượng thực dân Anh và sau đó là chính phủ Malaysia chống lại. Cuộc xung đột này làm gia tăng sự nghi ngờ và căng thẳng giữa chính phủ Malaysia và cộng đồng người Hoa. Sự kiện ngày 13 tháng 5 năm 1969 là một cuộc bạo loạn chủng tộc đáng kể ở Malaysia, dẫn đến bạo lực lan rộng giữa người Mã Lai và người Hoa. Các cuộc bạo loạn một phần là do sự chênh lệch kinh tế và các vấn đề đại diện chính trị, dẫn đến những tác động chính trị xã hội lâu dài trong các chính sách của Malaysia liên quan đến chủng tộc và dân tộc. Trong thời hiện đại, Biển Đông đã nổi lên như là một khu vực tranh chấp đáng kể. Trong khi Malaysia tuyên bố chủ quyền một số vùng biển, các tuyên bố và hành động quyết đoán của Trung Quốc, bao gồm việc xây dựng các đảo nhân tạo và quân sự hóa một số khu vực, đã dẫn đến căng thẳng. Malaysia đã tìm cách khẳng định các tuyên bố của mình mà không gây ra xung đột trực tiếp với Bắc Kinh, nhưng đôi khi phải đối mặt với những thách thức liên quan đến quyền đánh bắt cá và thăm dò dầu khí. Trong khi Malaysia được hưởng lợi về mặt kinh tế từ mối quan hệ với Trung Quốc, bao gồm đầu tư và thương mại, vẫn có những lo ngại về việc phụ thuộc quá mức vào đầu tư của Bắc Kinh. Sự phụ thuộc về kinh tế này đã đặt ra câu hỏi về chủ quyền và quyền kiểm soát của Malaysia đối với các quyền lực kinh tế của mình, dẫn đến sự hoài nghi trong một số phe phái chính trị ở Malaysia. Nói như vậy để thấy, trong khi cả hai nước đều tìm cách duy trì mối quan hệ hợp tác, những căng thẳng tiềm ẩn vẫn tồn tại do xung đột lịch sử và các cân nhắc chiến lược hiện đại. Bản thân trong nội bộ chính khách của Malaysia vẫn luôn tồn tại những đề phòng và dè chừng, cho nên rất có thể khi Biển Đông rơi vào vòng xoáy căng thẳng tranh chấp lãnh hải, Malaysia sẽ không thể đứng ngoài cuộc được nữa bởi hiểm họa đang rình rập ngay vùng đặc quyền kinh tế của họ. Vâng thưa quý vị, những bước tiến của tình hình Biển Đông đang theo chiều hướng gia tăng những căng thẳng. Một bên thì gia tăng hành động quyết đoán để khẳng định tham vọng chiếm đoạt gần như toàn bộ Biển Đông. Một bên là các nước nhỏ đang có những cách riêng để bảo vệ lợi ích hàng hải của mình. Tất cả đang hình thành nên một bức tranh cho thấy khu vực Đông Nam Á đang khởi động những chính sách đối phó với Trung Quốc. Đứng đầu đang là Nhật Bản, Philippines và Việt Nam. Liệu còn các quốc gia nào tiếp theo sẽ đứng lên và liệu họ có lựa chọn bắt tay nhau để hình thành một liên minh hay không? Chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi. Đến đây thì chương trình ngày hôm nay của chúng tôi cũng xin phép tạm dừng. Xin mời quý vị để lại quan điểm và bình luận ở phần dưới để liên tục đồng hành cùng chúng tôi. Lê Minh xin chào và hẹn gặp lại.